đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cõi đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi tình đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2015, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ, chào chú khỏe không? Khỏe lắm cô ạ. Thưa cô, chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ 25 của năm 2015. Mỗi tuần, chúng ta luôn luôn phải điều chỉnh để khỏi bị những lệch lạc trong tinh thần, từ suy nghĩ đến hành động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đến nỗi nó có thể trở thành một số phận của nơi mỗi người. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cô đọng trong triết lý nhà Phật là: suy nghĩ biến thành lời nói, lời nói biến thành hành động biến thành thói quen biến thành tính cách, và tính cách biến thành số phận. Vì vậy, vấn đề được giáo dục và vấn đề tu thân, tự giáo dục là cực kỳ quan trọng. Nó kéo dài trong cuộc sống, trong cuộc đời. Những lệch lạc này nó làm mất quân bình tâm lý trong tình cảm, trong nhận thức và trong phán đoán và hành động. Thực hồ quân bình là luật của trời. Từ vũ trụ cho đến con người, từ vật chất cho đến tinh thần, nó có chung một quy luật và có sự liên đới tương quan với nhau. Nền triết học Đông Phương mới có thuyết thiên địa vạn vật đồng nhất thể. Trời đất và con người có chung một nguyên lý, một bản thể. Đó là bộ tam của triết lý nhân sinh thiên địa nhân. Mất quân bình là chưa ổn định, nghĩa là còn đang xáo trộn. Ở Việt Nam theo một thuyết khác, triết lý khác, nên nước mất quân bình còn đang xáo trộn. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đang sống trong một xã hội mà chắc chắn ông sẽ có những tâm tình về điều mất quân bình nơi ông đang sống tại đây. Từ phòng vi âm của đài Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được phát thanh từ Hoa Kỳ, chúng tôi kính gửi lời mời và lời chào đến đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Thưa đại tá, nếu đại tá nghe được tôi ạ? Dạ vâng. Thưa đại tá nói lớn hơn một chút đó không được ạ? Dạ vâng, xin kính chào anh Minh và quý khán giả đang theo dõi buổi phát thanh này. Cảm ơn đại tá nhiều lắm, tôi nghe ông rất là rõ và tôi nghe có tiếng kèn ô tô đằng sau. Hiện tại đại tá đang ở đâu ạ? Dạ vâng, dạ, tôi đang ở nhà Hà Nội ạ. Vâng. Thời tiết Hà Nội tốt ạ? Dạ vâng, thời tiết Hà Nội hôm nay thì nó dịu hơn một chút. Thời tiết tương đối mát mẻ anh. Dạ. Thưa tôi có giới thiệu với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, đại tá là đại tá công an ngày xưa,
Không biết là bây giờ ông đã giã từ vũ khí, ông đã nợ tang bồng trắng trắng vỗ tay reo rồi, hay ông còn đang làm việc, thưa đại tá Quang ạ? Dạ, thưa anh Minh, tôi thì năm nay 73 tuổi, tuổi Tây đó, và cả tuổi mộ đó là 74 rồi. Cho nên là tôi đã về kỷ hưu cách đây 13 năm. Dạ. Và 13 năm rồi rồi thì sau khi về hưu thì là cũng đi đây chăm chú, đi du lịch, đi gặp gỡ bạn bè ở các nơi mà trước đây mình không có điều kiện gặp gỡ tiếp xúc. Thì trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm qua thì tôi cũng thấy là mình hiểu biết thêm được nhiều vấn đề mà trước đây mình không có điều kiện tìm hiểu. Thưa đại tá, nếu nói về việc làm của đại tá đã tăng bổng được mấy mấy năm rồi, tôi xin phép được hỏi ý kiến và tâm tình của ông là thời điểm lúc ông làm việc và thời điểm hệ thống công an tại Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam nói chung cho đến ngày hôm nay, có điều gì khác biệt hay không, nhân ái hơn hay tàn ác hơn, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang ạ? Thưa anh, là cái vấn đề này thì tôi cũng mặc dù là không còn ở trong cơ quan quyền lực nữa anh ạ, nhưng mà tôi cũng không tiện nói ra, bởi vì rằng là cái quan điểm của tôi ấy thì là cũng là rất rõ ràng, cái gì là chính xác thì mới nói, cái gì mà chưa chính xác thì không nói. Nhưng mà đại để thì tôi thấy rằng là nó có nhiều cái sự thay đổi lắm anh. Dạ thưa vâng, nếu đại tá không tiện nói thì tôi cũng xin được tâm tình qua một cái điều khác. Ngày xưa có nghĩa là một thời điểm nào đó đại tá còn trẻ, tôi thì lại còn trẻ hơn đại tá. Chúng ta có những tâm tư tốt cho nơi chúng ta sinh sống. Đại tá ở miền Bắc, tôi miền Nam. Ông và tôi cùng máu đỏ da vàng, cùng nói tiếng Việt Nam. Giờ phút này cũng đã gần khuya ở bên Hà Nội. Ở bên phía Hoa Kỳ chúng tôi bình minh mới lên. Nhìn lại 40 năm ông có điều gì chăn trở? Ông suy nghĩ chặng thời gian đã qua mà không bao giờ lấy lại được có làm ông buồn hay không? Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang. Thưa anh, rằng là tôi kể từ khi tôi bắt đầu đi làm việc đó, bắt đầu từ giữa năm 1960 cho đến khi tôi về hưu là hết năm 2013, 2003 thì tôi bắt đầu nghỉ. Như vậy là tôi 43 năm làm trong các cơ quan của nhà nước. Thì sau khi về nghỉ đấy, thì như tôi đã nói ấy, thì là tôi tiếp xúc với nhiều những người khác nhau ở trong cơ quan nhà chính quyền cũng như ở ngoài chính quyền, ở cơ quan này cũng như cơ quan khác, ở hội này cũng như hội khác, thì tôi thấy là nói chung là xã hội ta, người Việt Nam mình thì là những con người cần cù lao động, thông minh và rất nhiều người tài giỏi anh. Tôi muốn nhắc đến những cái tâm tình của đại tá cũng như của chúng ta, rất nhiều người giỏi, nhưng sau 40 năm đại tá chưa có thấy là chúng ta đi tiến thêm được một bước nào hay không? Tới hay đi lui thưa đại tá? Thưa anh, về mặt kinh tế đấy, kinh tế thì tôi thấy là có nhiều cái tiến hơn, nhiều cái tiến bộ hơn, đời sống của người dân được khá hơn, thế nhưng mà đã khá hơn là so với trước đây, so với mức sống trước đây. Nhưng mà nếu so với lại mức tiến chung của thế giới thì tôi thấy là Việt Nam còn phải học hỏi rất nhiều. Trong phần mở đầu của tôi có nói về đến chuyện quân bình trong một xã hội, trong một nước. Mất quân bình thì xáo trộn, mất quân bình thì xã hội chưa được tiến triển như đại tá nói. Thời ông làm việc, ông chắc chắn ông biết rằng Đảng Cộng sản muốn biết
muốn kiểm soát mọi việc người dân làm. Nhưng đảng không cho người dân biết những điều họ làm. Điều này là điều không quân bình. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang ạ? Tôi thấy là ý kiến của anh là cũng không sai lắm. Yeah. Những cái điều như vậy nhưng có mà thể tôi là... cũng không, vâng, yeah, tôi không dám là cam đoan là bao nhiêu phần trăm là đúng. Yeah. Tôi chỉ thấy. Yeah. Từ lúc ông về hưu cho đến bây giờ, ông có rất là nhiều sinh hoạt ở trong nước, theo con mắt nhìn của tôi, có những sinh hoạt nào đáng kể nhất mà làm cho ông vui cho tới ngày hôm nay, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Thưa nếu ông hỏi câu này thì tôi cũng xin nói thực lòng rằng là có một cái gì vui ấy, thì tôi có thể nói là ngay gần đây, ngay trong tháng này thôi, thì tôi rất vui là có thấy được cái Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành thắng lợi cái chuyến sang thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Và hiện nay thì là ông Trọng đã về đến Hà Nội. Và sáng ngày hôm nay, tức là ngày 18 tháng 7 năm 2015, sau ngày giờ Việt Nam đấy, ở Hà Nội đấy, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiếp xúc cử tri ở Hà Nội. Và trong buổi tiếp xúc này thì ông Trọng cũng bộc bạch rằng là ông rất vui là đã kết thúc thành công cái chuyến thăm Hoa Kỳ, mà ông nói là lên một chuyến thăm lịch sử của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông cũng tiết lộ một cái chi tiết mà trước mà tôi hoàn toàn không biết, tức là phía chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra lời mời này từ cách đây 3 năm, tức là từ năm 2012. Nhưng mãi tháng 7 vừa năm nay đến tháng này thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới tiến hành chuyến thăm mà ông nói là chuyến thăm lịch sử sang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì nghe được cái này thì tôi rất là thấy là vui. Và theo dõi là một người mà quan sát và theo dõi chuyến đi này, tôi thấy rằng là tôi rất là yên tâm và vui mừng với những thắng lợi mà hai bên đã đạt được trong cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Đấy là ông vừa hỏi tôi là có cái gì vui vẻ không, thì tôi xin nói ngay đấy là cái niềm vui của tôi, cái tâm trạng của tôi lúc này. Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, ông dành về luật pháp và hệ thống tổ chức của những người cầm quyền tại Việt Nam nhiều hơn tôi. Ông vui cái điều ông vui, tôi xin được cảm nhận với ông. Nhưng khi ông vui về một người không có tư cách gì về trên chính trường quốc tế, không có nắm một cái chuyện gì quan trọng trong trong chính quyền, trong người cầm quyền Việt Nam, ngoại trừ cái tiếp hiệu của ông là Tổng Bí thư. Những cái điều ông làm, ông Tổng Bí thư như vậy không đại diện cho một nước nào cả mà chỉ đại diện cho một đảng. Nếu mà suy nghĩ xa hơn nữa, ông có nghĩ là cái điều nó sẽ vui mãi được hay không, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Thưa anh, là cái thể chế chính trị của hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam nó khác nhau rất nhiều. Đúng như anh nói là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là một người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và theo quy định của hiến pháp ấy, thì đồng thời là lãnh đạo đất nước và dân tộc Việt Nam. Nó hoàn toàn khác với cái thể chế chính trị của Hoa Kỳ. Thế cho nên rằng là nó khác. Cái điều đó là mà cái sự khác biệt này ấy, thì là chính
các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từ trước cũng thừa biết chuyện này, nhưng các tổng thống trước của Hoa Kỳ chưa tổng thống nào dám vượt qua được cái lệ đó. Nhưng mà riêng có tổng thống hiện nay, tổng thống thứ 44 của Hợp chủng Hoa Kỳ là người dám, theo tôi là người dũng cảm phá lệ để mời một người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm chính thức Hoa Kỳ. Thì tôi cho đấy là một cái sự dũng cảm, nhưng đồng thời đấy là một sự rất khôn ngoan của lãnh đạo chính phủ Hoa Kỳ hiện nay là tổng thống Barack Obama. Trong chuyến đi này, trong tầm nhắm của ông cũng như trong tầm nhắm của tôi, nếu ông chủ tịch nhà nước là ông Trương Tấn Sang, viên chức Trương Tấn Sang và viên chức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ai buồn hơn ai, ai vui hơn ai? Anh, theo về chức vụ nhà nước thì là ông Nguyễn Phú Trọng không có cái giữ chức vụ gì về của nhà nước và chính quyền cả, thì không thể so sánh được với ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước. Ông Trương Tấn Sang là hiện nay đang giữ chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là một chức tương đương với lại tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Thì về chính quyền nói thì theo tôi được biết thì ông Trương Tấn Sang cũng đã sang thăm Hoa Kỳ cách từ 2013. Thì ông Trương Tấn Sang cũng được tổng thống Barack Obama tiếp đón trong Nhà Trắng, cũng là tại phòng bộ dục ở Nhà Trắng. Thì có thể nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ đối xử rất là đàng hoàng, đính đạt đối với những quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận, tức là chính phủ Hoa Kỳ và nước đó có thiết lập quan hệ ngoại giao. Còn riêng trường hợp đối với lại ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi cho rằng là ông Obama đã phá lệ và mời đích danh tổng bí thư Đảng Cộng sản sang thăm Hoa Kỳ, và ông Obama đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất là trịnh trọng và rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Và một điều rất đặc biệt là tôi trước đây tôi nghĩ rằng là có lẽ là ít có một người cộng sản nào, đặc biệt là một người đứng đầu của Đảng Cộng sản nào mà lại được vinh hạnh bước vào Nhà Trắng và được tổng thống, được chủ cái Nhà Trắng đó đứng ra thân chính tiếp đón. Thì có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà theo tôi được biết từ trước đến nay, việc này đã dành cho ông Nguyễn Phú Trọng một cái vinh hạnh rất lớn. Đại tá có nói về việc cách đây mấy tiếng đồng hồ, sáng hôm nay ngày 18 tại Hà Nội, viên chức tổng bí thư có tiếp với lại cử tri và tâm tình là cái lời mời này nó đã có từ năm 2012. Những cái điều đó chỉ ông Phú Trọng biết là sự thật hay không là sự thật. Cái điều đó chỉ bên phía chính quyền Hoa Kỳ biết điều đó sự thật hay không là sự thật. Nhưng có một cái điều sự thật ấy, một điều sự thật chắc chắn ấy mà chúng tôi biết được ấy, đó là vào đầu năm nay đã có tin mời hay ông này mời, ông kia mời, nhưng không có việc là ông Nguyễn Phú Trọng được tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc. Và chỉ sau những cái sự thay đổi hay những diễn biến tại Biển Đông, Trung Quốc làm thành phố này, lập phi cảng kia, lập phi trường kia, và Hoa Kỳ đã đổi ý làm như vậy. Tôi muốn hỏi cái tâm tình và cái sự hiểu biết của đại tá về sự liên hệ bây giờ giữa nước Việt Nam về phía Tây Bắc, anh em 14, 16, 17 chữ vàng gì đó, với bên phía Hoa Kỳ chú Sam này. Nó có cái gì khác biệt ngay bây giờ, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Dạ, thưa anh, nhân vật anh hỏi thì tôi cũng có thể là muốn chia sẻ với anh một vài cái suy nghĩ như thế này liên quan đến cái vận nước của chúng ta, của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì trong khoảng 4 năm vừa qua thì tình hình Biển Đông, mà Việt Nam chúng ta gọi là Biển Đông thì quốc tế gọi là Biển Nam Trung Hoa đấy, thì nó đột nhiên nó căng thẳng.
luôn luôn căng thẳng. Bởi vì rằng là cái chính quyền Trung Quốc thực hiện một cái đường lối biểu dương sức mạnh cơ bắp của mình, thể hiện cái tham vọng bá quyền của Trung Quốc muốn lập chiếm Biển Đông. Và họ nghĩ rằng là Trung Quốc hiện nay là một cường quốc thứ hai trên thế giới về mặt kinh tế. Thì Trung Quốc nghĩ tưởng rằng đây là cái giai đoạn đúng lúc để Trung Quốc trở thành một cường quốc quân sự không kém gì Hoa Kỳ. Mà muốn trở thành một cường quốc quân sự chính trị ấy, thì việc đầu tiên là Trung Quốc phải trở thành một cường quốc về biển. Mà muốn trở thành cường quốc về biển ấy, thì Trung Quốc phải có một cái lực lượng quân đội, đặc biệt là hải quân rất mạnh, và phải hùng cứ một cái vùng biển nhất định nào. Thì nếu mà nói là Trung Quốc là một thế lực quân sự toàn cầu thì chưa đúng, vì Trung Quốc còn thua kém Mỹ rất xa về tiềm lực quân sự nói chung, trong đó cả không quân, cả hải quân, đặc biệt là hải quân. Trung Quốc thì đã nhiều, đã từ thời Tập Cận Bình ấy thì đã có căn dặn như thế hệ lãnh đạo sau này của Trung Quốc ấy, là hãy nằm im chờ thời, tức là mai phục, trường kỳ mai phục để xây dựng lực lượng, lực lượng giữ võ dương ngoài, ngoài bộ. Thế nhưng mà lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc thì tôi cho là có phạm một sai lầm chết người, là bộc lộ cái tham vọng của mình quá lớn, quá rõ ràng. Và muốn là mình một mình độc chiếm Biển Đông. Anh nhớ là năm, tôi không nhớ cụ thể, nhưng mà hình như là tháng giữa năm 1000, tháng 9 năm 1000, tháng 9, tháng 8 năm 1009 ấy, thì Trung Quốc trình lên Liên Hợp Quốc một cái bản đồ gọi là bản đồ đứt đoạn, chín đoạn ấy, có tên gọi khác là bản đồ chín đoạn, hay gọi là bản đồ lưỡi bò, ở Việt Nam cứ gọi là cái gọi là hình lưỡi bò ấy. Trung Quốc tuyên bố là hơn gần 90% diện tích Biển Đông ấy là thuộc là của lãnh hải Trung Quốc. Và trong đó, trong cái vùng bản đồ cái lưỡi bò này ấy, thì cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và cả kể cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nữa, cũng như nhiều đảo khác của Philippines ấy, thì nằm gọn trong cái vùng lưỡi bò này. Và Trung Quốc nói là sớm muộn thì Trung Quốc cũng sẽ thu hồi lại những lãnh thổ mà Trung Quốc đã bị đánh cắp. Đây chính là cái sai lầm, tôi cho là sai lầm chết người của Trung Quốc, làm cho các nước hết sức cảnh giác với ý đồ tham vọng bá quyền xâm lược của Trung Quốc. Và cái này cũng làm cho Việt Nam tỉnh ra rằng là phải cảnh giác cao độ với ông bạn, ông anh láng giềng ở phương Bắc. Vì về danh chính ngôn thuận thì là Đảng và Nhà nước Việt Nam thì không nói là Trung Quốc là kẻ thù. Nhưng mà theo quan điểm của tôi cũng như của người dân ấy, một khi một quốc gia nào mang quân đánh xâm lược nước tôi thì người đó dù là lãnh đạo có coi là gì nữa, nhưng mà người dân chúng tôi coi người đó là kẻ thù. Và chính vậy cho nên là thì Biển Đông vừa rồi đấy, chính Trung Quốc là người đã đẩy không chỉ Việt Nam đâu mà đẩy các nước khác liên quan đó ngả sang phương Tây, ngả sang Mỹ. Không phải tôi nói rõ, tôi thấy nói thế là anh có hiểu ý tôi không? Dạ thưa tôi hiểu thưa đại tá, nhưng mà cái việc quan trọng như thế này này, đại tá ngả sang phía bên này, ngả sang phía bên kia là một chuyện, nhưng mà cái cổ của đại tá có rút ra được bên này bên kia để mà ngã sang hay không, đó là câu chuyện. Là vì trong một cái bài bài viết nào đó của đại tá tôi đọc được,
ông cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, mà tôi có thưa với đại tá là một người bạn là vong niên rất là thân quý của tôi cũng như của chương trình này. Nguyên văn của cái bài viết của đại tá viết lại là nguyên văn lời của cụ Vĩnh: nó rút chủ yếu là do sức ép quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hề có một lời nào lên án Trung Quốc. Hội nghị Trung ương 9 đang họp cũng không hề có một tuyên bố nào. Rồi đến Quốc hội họp cũng không ra tuyên bố hoặc quyết nghị lên án Trung Quốc. Chính phủ cũng vậy. Sau nay lại tự nhận là do ta đấu tranh kiên quyết, mạnh mẽ nên buộc nó phải rút. Đảng thì mới có thể thắng lợi kể cả trong xây dựng đất nước cũng như bảo vệ đất nước. Đảng đừng quá nhẹ tin vào 16 chữ vàng và 4 tốt. Kéo rồi sẽ bị lừa và sẽ bị mất nước. Hai bên đó là hết cái lời trích của đại tá. Thưa đại tá, tôi muốn thưa với ông là Trung Quốc và Việt Nam theo đuổi cùng một chủ nghĩa, cùng một ý thức hệ. Có phải là điều an toàn cho Việt Nam hay không? Có phải là điều không an toàn cho Việt Nam hay không? Và khi ông nói nếu mà người nào đánh chiếm nước tôi thì người đó là kẻ thù. Người đó là kẻ thù, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang. Dạ. Thưa anh, thứ nhất là tôi có thể khẳng định cái này là những lời anh vừa trích dẫn đấy là hoàn toàn chính xác theo cái ý kiến của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phát biểu trong cái buổi mà phái đoàn của Thành ủy Hà Nội đến thăm sức khỏe của Vĩnh. Và trong cái buổi đó thì là rất may mắn là tôi cũng có mặt trong cái buổi đó. Thì cái ý kiến của ông của Nguyễn Trọng Vĩnh là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn đúng đắn. Và cũng rất đúng với thực tế đã diễn ra. Còn ý thứ hai của anh nói ấy, như vậy là về gọi là tôi có thể hiểu là người cái triết lý vạn thù đấy của anh, có phải là cùng ý thức hệ là bạn của nhau được không? Mà như vậy là nếu xác định là cùng ý thức hệ là bạn của nhau, như vậy là những người khác ý thức hệ thì không phải là bạn của nhau ư? Tôi cho rằng là cái triết lý vạn thù hiện nay trong quan hệ quốc tế hiện đại ấy, thì nó thay đổi rất nhiều. Và đa phần qua cái thực tế của lịch sử của giao du giữa các nước với nhau thì người ta rút ra một điều rằng là không có bạn bè vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh cửu. Cái vĩnh viễn, cái vĩnh cửu đó là lợi ích quốc gia, là lợi ích dân tộc. Đấy là cái chung và cái vĩnh là cái quan trọng nhất. Anh muốn hành động gì, anh muốn kết bạn với ai, muốn anh, nhưng mà anh phải coi đất nước trên hết, anh phải coi dân tộc lên trên hết, anh phải vì lợi quốc gia, phải vì lợi dân tộc, chứ anh không thể đặt một cái bất cứ một cái ý thức chủ nghĩa nào lên trên cái này được. Đấy là cái quan niệm mà tôi cho rằng cái đó là cái quan niệm là đúng đắn nhất. Thưa đại tá, nếu đặt tất cả mọi sự trên hết mọi sự thì đất nước phải là quan trọng chứ, nhân dân phải là quan trọng chứ. Đại tá biết cái câu, tôi xin phép đại tá biết tôi cái đó nó có vẻ không được nghe cho vui tai cho lắm. Chúng ta học cùng một thời, con vua làm vua, con thầy chùa quét lá đa. Ở Việt Nam có cái câu này đúng với một gia đình. Có nhiều người đã từng làm tổng bí thư đã được nói là con ông này con ông kia, nhưng mà không bao giờ dám nhận, không bao giờ dám khai tên bố mẹ mình trên thẻ căn cước. Chúng tôi gọi căn cước, tôi không biết là bên ngoài Bắc gọi là cái gì. Đại tá biết ông chắc là ông ta chết rồi. Cựu ngoại trưởng chứng minh thư, bây giờ gọi là chứng minh thư. Dạ, chứng minh thư. Có những người không bao giờ dám nhận bố mẹ mình trên chứng minh thư. Tôi muốn nhắc đến ông cựu ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, và một người con của ông ấy là ngoại trưởng bây giờ là Phạm Bình Minh. Hai bố con có hai tên họ khác nhau, không biết là con ai con người nào. Bố Phạm Cơ Thạch nói một câu sau hội nghị Thành Đô là: thế là thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu, năm 1990.
năm 2015 Phạm Bình Minh theo phái đoàn Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ, có phải là làm cách nào để chặn đứng thời kỳ Bắc thuộc mới? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy không, có đúng hay không thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Thưa anh là thế này, về câu nói của ngoại trưởng Nguyễn Cư Thạch nói là Hồng Kỳ Thạch Đô ấy là một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu, thì cũng nói thực ra giờ là tôi cũng muốn sưu tầm câu nói đó, là xem là anh Nguyễn Cư Thạch anh nói ở đâu, trong hoàn cảnh như nào và nói với những ai. Thì cho đến bây giờ thì tôi cũng không được, chưa tìm được cái độ chính xác của câu nói đó. Thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng là ông Nguyễn Cư Thạch là một ngoại trưởng, thực sự này là của một ngoại trưởng, là một ngoại trưởng Việt Nam có tài nhất, rất giỏi. Và ông là một nhà ngoại giao kỳ kỳ, biết được, nhìn đánh giá được vấn đề, có cái tầm nhìn, nhìn xa trông rộng. Mà ông ấy, anh ấy là họ là Nguyễn Cơ Thạch, mà đấy là cái tên của anh ấy sau khi đi hoạt động, đi tham gia cách mạng, thì anh đổi tên là Nguyễn Cơ Thạch, nhưng mà họ chính của anh ấy, tên chính của anh, tên cuốn cướp của anh ấy là gọi là Phạm Như Cương, tức là họ Phạm nhé, Như Cương tức là cứng như là sắt, cứng như sắt đá đấy. Thế về sau anh đổi tên là chuyển tên là họ Nguyễn, nhưng mà vẫn giữ cái tên thứ hai ấy là Cơ Thạch, tức là như là cứng như sắt đá đấy. Thế do vậy hiện nay là con trai của ông ấy, anh con trai thứ hai của anh cả kế là hiện nay là anh Phạm Bình Minh, là mang tên, vẫn mang tên họ như cũ, họ mang họ họ tên của gia tộc là lại là họ là ví là họ họ là họ Phạm, ông Nguyễn Cư Thạch là họ Phạm chứ phải là họ Nguyễn. Thì ông Nguyễn Cư Thạch là một trong ngoại trưởng là hiểu biết Trung Quốc rất sát. Tôi có nói thời kỳ tôi cũng có trong quá trình công tác thì tôi cũng có một số dịp tiếp xúc gặp gỡ và làm việc với lại ngoại trưởng Nguyễn Cư Thạch. Thì anh Nguyễn Cư Thạch anh nói với chúng tôi trong cách đây khoảng độ trên dưới 30 năm, anh nói là phải đề phòng của Trung Quốc ngay từ bây giờ, thì nếu ta không đề phòng thì chỉ trong vòng từ 30 đến 50 năm nữa thì Trung Quốc nó sẽ trở thành một cường quốc số 1, số 2, không thua kém gì Mỹ đâu. Thì thấy là cái cách nhìn của anh rất là sâu sắc và tầm nhìn của anh rất là sâu rộng. Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, qua cái tâm tình của ông được phát thanh hơn 35 phút, qua những bài viết đầy tâm huyết của ông về quê hương Việt Nam, đối với sự nhận xét của riêng cá nhân tôi, cựu đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang cũng như cựu thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là những nhân vật hiếm hoi trong hàng ngũ quan chức của chế độ. Nói về những cái điều của đất nước ấy, có một cái điều ông tâm tình về quê hương, về nhân dân, về chủ quyền như thế này thế kia đấy. Tôi xin được phép, tôi không đi ra ngoài chật đề đâu. Tôi xin được phép hỏi ông về cái điều 4 viên tháp bây giờ nó đang còn nằm ở đó, nhưng mà nó có giá trị hay không, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Thưa anh, là anh hỏi về điều 4 viên tháp, tức là trong hiến pháp ấy, ở điều 4 thì có khẳng định là Đảng Cộng sản Việt Nam là một lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo xã hội, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng mà điều 4 hiến pháp là quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Thì đây cũng là một cái đặc điểm của Việt Nam, của nền chính trị Việt Nam anh ạ. Theo tôi hiểu ấy thì là có lẽ là không có một hiến pháp nào trên thế giới, tức là không có một quốc gia nào trên thế giới lại có hiến pháp lại ghi rõ là định sẵn lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo tổ quốc là một cái đảng chính trị nào cả. Có lẽ ngoài Việt Nam ra thì
là nước duy nhất trong hiến pháp có ghi một cái điều rõ ràng là quy định, gọi là quy định sự lãnh đạo đất nước, lãnh đạo quốc gia dành cho một cái đảng chính trị nhất định, mà đây cụ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là một cái đặc điểm gọi là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Và điều này là khi mà tham gia góp ý về đảo bản hiến pháp sửa đổi năm 2013 đấy, thì tôi là một trong 72 người đầu tiên ký vào một cái kiến nghị sửa đổi hiến pháp đấy. Thì trong cái kiến nghị của chúng tôi thì là chúng tôi có đề nghị là bỏ cái điều 4 hiến pháp này đi. Thứ hai là phải thiết lập nhà nước tam quyền phân lập. Thứ ba là phải quy định là đất đai là đa sở hữu, chứ không phải là đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý được. Và cái điều thứ tư quan trọng là quân đội là lực, là phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân, chứ quân đội không thể trung thành với một tổ chức chính trị nào đó được. Đấy là cái khi ai nói về hiến pháp thì chương trình tôi, chúng tôi có muốn trao đổi thêm với anh về chuyện đó. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được trực tiếp phát thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600. Đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn cũng như các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Thưa đại tá, những cái điều ông tâm tình, tôi riêng cá nhân tôi đọc được và tôi được biết ông, những cái việc mà nó xảy ra tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, tôi nghĩ là nếu tôi nhắc lại ông cũng đau lòng lắm. Và chiến tranh không ai dám tuyên bố là chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979. Cũng cách đây mấy ngày, ngày 12 tháng 7 năm 2015, cũng không ai dám nhắc đến chuyện cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vị Xuyên, thuộc tỉnh Hà Giang. Và đến bây giờ Điển Đông 2015, tất cả những cái điều mà nó đã xảy ra, những cái cuộc chiến mà tôi vừa nói với ông ấy, chắc chắn ông đồng ý với tôi và như ông phát biểu ấy, đó là kẻ thù Trung Quốc đánh Việt Nam. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Thưa anh, hoàn toàn đúng. Thì từ mấy chục năm nay, 40-50 năm nay thì là khi cuộc chiến tranh Việt Nam đấy, theo thế giới nói là cuộc chiến Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973 đấy. Ở ngoài Bắc này thì luôn luôn nói rằng là đế quốc Mỹ là tên xâm lược Việt Nam, nhưng mà sau này thì con em lịch sử sẽ phán xét xem điều đó có đúng hay không. Còn trước mắt trong thế hệ của như tôi và anh Cử Trân Quyền thì là từ năm 1945 đến giờ thì Trung Quốc rõ ràng là đã xâm lược Việt Nam, đã chiếm đất của Việt Nam rất nhiều. Đến nay là Hoa Kỳ khi đã rời, năm 73 đã rời bỏ Việt Nam, tức là rời Việt Nam ra, thì Hoa Kỳ không chiếm một mét vuông đất nào của Việt Nam, không chiếm một mét vuông biển nào của Việt Nam. Nhưng đất đai của Việt Nam từ sau năm 1950 đến giờ đấy cứ dần dần mất nhiều về cho Trung Quốc. Trong cơ giao lịch Việt Nam nói là đất nước Việt Nam từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau, cái câu đó là thuộc lòng rồi. Thì nay làm gì còn có Mục Nam Quan nữa thưa anh, cái Mục Nam Quan đó, cái cửa ải Mục Nam Quan đó hiện nay nó nằm lui sâu vào đất nội địa của Trung Quốc 300 mét, mà cái cửa Mục Nam Quan này bản thân tôi đã đi qua đi lại rất nhiều. Đây là cái cửa lịch sử, anh còn nhớ là Nguyễn Trãi với này cha là Phi Khanh đấy. Và
khi mà tiễn nhau đến đấy thì là hai cha con đi dịn đặc biệt nhau ở Bục Giang Quan. Thì cái Bục Giang Quan nó trở thành cái địa danh lịch sử phân chia cái ranh giới giữa nước Việt Nam và nước Trung Hoa. Nhưng nay thì cái Bục Giang Quan đã nằm sâu trong cái nội địa Trung Quốc hàng 200-300 mét. Rồi một cái địa danh lịch du lịch nổi tiếng là thác Bản Lốc. Cho đến năm 1995 thì cái thác Bản Lốc là hoàn toàn thuộc của Việt Nam, hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Việt Nam và đã từng là một cái địa danh lịch sử rất đẹp, cái thác đi rất đẹp. Nhưng mà sau năm 2000 thì là cái thác Bản Lốc đó lại chia đôi, Trung Quốc chiếm một nửa, Việt Nam chiếm một nửa, và Trung Quốc chiếm cái phần to hơn, cao hơn, đẹp hơn. Và Trung Quốc nó đã tiến hành du lịch cho khách quốc tế đến du lịch ở cái phần mà nó buộc nó lấy được của Việt Nam sau năm 2000. Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, có cái một cái sự Việt Nam. Dạ. Cái sự nhận xét của tôi về những cái việc ông làm từ lúc còn ở trong quân đội cho đến khi ra, ông sống, ông làm việc với người Cùi nhưng mà ông không bị lây bệnh Cùi. Ông sống, ông làm việc, ông tranh luận với kẻ điên nhưng mà ông không bị điên. Có một cái câu viết của ông tôi muốn được hỏi và được ông giải thích, một cái câu ông viết ở đâu đó. Sư tử thân trung trùng, thực sư tử nhục. Chỉ có loài sâu trong thân con sư tử mới ăn được thịt con sư tử. Khi ông viết cái câu này, ông có mục đích gì, ông có ý nghĩ gì, ông có tâm tình gì khi ông viết như vậy, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Thưa anh, trước này tôi xin cải chính là câu này là không phải của tôi viết ra, mà câu này là tôi nhắc lại cái câu viết của một cái tác giả là Thái Dư ở bên Pháp. Thì tôi có đọc bài viết của ông Thái Dư có cả hai cái câu đó, thì tôi rất là tâm đắc và tôi có nhớ mãi. Mà cái câu này giải thích ra thì là chỉ con sư tử đó, chỉ có thể là cái con sâu trong thân những con sư tử đó mà ăn thịt con sư tử thôi. Còn không có một loài vật nào khác có thể là ăn thịt con sư tử. Thì ông có nói rằng là đúng, con sư tử đó là nếu thân thể nó khỏe mạnh thì nó sẽ là vô địch. Thì tôi mượn câu nói đó của nhà báo Thái Như ở bên Pháp để diễn giải một cái ý của tôi là cái tệ tham nhũng hiện nay ở trong xã hội Việt Nam ấy, nó là chính là những con sâu trong thân con sư tử. Mà chỉ có hiện nay là nếu ai có thể tham nhũng được thì chỉ có cán bộ đảng viên cao cấp mới có thể tham nhũng được thôi, còn dân thường thì làm sao có điều kiện mà tham nhũng được. Nếu mà đã không kịp thời ngăn chặn cái tình trạng này ấy, thì đến lúc nào đó cái con sâu trong cái thân con sư tử nó sẽ phát triển thành bầy thành đàn, thì lúc đó là thân con sư tử nó sẽ tự nó sẽ gục ngã. Thế tôi muốn ý cái này để mượn cái ý đó để khuyên can nhắc nhở và góp ý cho Đảng Cộng sản Việt Nam là hãy chống cán bộ đảng viên mình trong đảng tham nhũng trở thành con sâu mọt như thế. Và cái này thì là chính lãnh đạo đảng cũng nhận thấy vấn đề. Thế nhưng cái thực chất chống còn có cái e dè, còn có cái nể nang và còn có những cái chưa được mạnh mẽ như mong muốn của người dân, thưa anh. Thưa đại tá, nhắc đến cái câu nói mà đại tá trích lại của một cái ông nào bên Pháp ấy, thì đại tá làm cho tôi nhớ đến câu nói của ông Tổng thống, có thể tôi nhớ không đúng, hay tôi nhớ lộn, của ông Tổng thống Pháp De Gaulle, ông có nói là chỉ có Cộng sản mới đánh hạ được Cộng sản. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chắc chắn là còn nhiều việc tôi sẽ có dịp, tôi sẽ mời đại tá trở lại với chương trình này, những điều ông chia sẻ, tâm tình của ông, tâm huyết của ông là một người rất là đặc biệt đối với quê hương. Chúng tôi xin dành cho ông một đôi phút nữa. Ông có điều gì tâm tình với tất cả người Việt đang lắng nghe ông trên toàn cầu? Chúng tôi xin mời đại tá Nguyễn Đăng Quang. Dạ vâng,
Nhân dịp là anh Phan Đình Minh trả cho tôi một cơ hội để có thể tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới này, thì tôi muốn nói rằng là dù là sống ở đâu hơn nữa thì người Việt Nam chúng ta vẫn là người Việt Nam chúng ta. Chúng ta ở trong nước cũng như là ở người Việt Nam sống ở ngoài có một cái mẫu số chung là người Việt Nam. Cái điều đó là nó là cái đặc điểm của người Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng là người Việt Nam sẽ sớm mất gốc nếu sinh sống ở nước ngoài. Tôi mong rằng là đồng bào Việt Nam chúng ta hãy cố gắng sống làm việc thật tốt để không những làm cho gia đình mình thịnh vượng và sẽ góp phần làm cho đất nước quốc gia mình thịnh vượng. Đây là một điều mong mỏi là của đồng bào ở trong nước rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là tuyệt đại đa số người Việt Nam sống ở nước ngoài hiện nay sống trên 100 quốc gia trên thế giới thì có một cái điều kiện khách quan rất tốt, một môi trường rất tốt để phát huy cái tài năng tăng lực của mình. Và không phải là ở trong nước là dễ khó. Tôi hy vọng rằng là đồng bào ta sẽ sống và làm việc để xứng đáng với cái danh hiệu là người Việt Nam. Xin cảm ơn và hy vọng là sẽ gặp gỡ, có dịp gặp gỡ được nhiều đồng bào bà con ta ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước khác trên thế giới. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, có một điều tôi chắc chắn đấy và tôi bảo đảm với ông như thế này này. Người Việt Nam trong đó có ông và có tôi và có cả gần 5 triệu người Việt Nam trên hành tinh trái đất này ở ngoài nước Việt Nam. Không bao giờ chúng tôi mất nước đâu. Năm 1975 tôi là một trong những người đầu tiên đến thành phố tiểu bang Texas này. Chưa có gì cả. Chưa có con đường, chưa có đài, chưa có báo. Ấy thế mà bây giờ 40 năm sau tôi vẫn nói tiếng Việt Nam với ông mà. Chúng tôi có hệ thống truyền thanh truyền hình đi khắp thế giới mà. Không mất nước, không mất gốc đâu thưa đại tá. Đại tá, qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ông biết nhiều hơn tôi và chắc chắn tôi cũng biết theo ông là dưới sự lãnh đạo của những người cầm quyền theo xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã tạo ra những triệu chứng tâm thần đủ loại, những tư tưởng và thái độ cực đoan, những lối sống lập dị, những thói quen sống buông thả, những tâm hồn nổi loạn, những bi quan yếm thế, những thái độ trả thù đời, những cuộc ăn chơi huênh hoang, hoành tráng, những kiểu giữ đạo đồng bóng, những mê tín dị đoan, tham nhũng từ trên xuống dưới như ông nói. Tất cả đều xuất phát từ sự xáo trộn trong tâm và trí. Những điều này thường được gọi là thiếu văn hóa, nhất là thiếu giáo dục, đã mang hậu quả tham nhũng đe dọa chế độ. Và cho những người trẻ hôm nay đang là nạn nhân của sự mất quân bình trong tâm trí. Để tìm được sự quân bình, ông biết, tôi biết, trước hết phải canh chừng chính mình và đừng tin vào những gì Cộng sản nói. Phải dựa trên những nguyên tắc khách quan hay nền tảng chân lý 4.000 năm văn hiến của dân tộc Việt. Có thể như ông tâm tình, cuối năm nay, sang năm, hoặc năm 2017, tham nhũng và sự mất quân bình sẽ là thủ phạm giết sống Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa đại tá, đây chính là một điều đại phúc cho dân tộc Việt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Tôi biết ông có rất nhiều điều bận rộn trong chương trình ngày hôm nay, nhưng ông vẫn giữ đúng lời hứa quân bình với tôi để thực hiện chương trình này. Ngày đầu ông bị bạo bệnh, mới hồi phục. Chúng tôi cầu chúc ông mọi điều an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình khác. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SVTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Đặc biệt chúng tôi xin gửi lời phân ưu quý anh Việt Hải vì sự quá vãng của thân mẫu của anh. Chúng tôi cầu chúc cụ bà sớm được viên mãn miền cực lạc. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần
thật hạnh phúc, thật an lành. Xin chào tạm biệt Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Thank you.
Sẽ bay về, dừng lại mùa vui.